Hello, xin kính chào anh chị em. Hôm nay tôi sẽ đọc một quyển sách cho anh chị em nghe. Đó là Xây dựng gia đình vững mạnh của tác giả Minh Nguyên. Ở đây thì tác giả chia sẻ cho chúng ta về 5 nguyên tắc để xây dựng một gia đình vững mạnh và tốt đẹp. Như anh chị em biết, hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban để con người lưu truyền dòng giống và xây dựng cho gia đình lớn mạnh. Tuy nhiên, vì không dựa vào tiêu chuẩn của Chúa để xây dựng gia đình và hướng dẫn con cái, nên nhiều người đã không đạt được niềm vui và hạnh phúc Chúa dành cho mình. Có người khi con từ giã gia đình để tự lập mới hối hận đã không dành thì giờ cho con, không uốn nắn con và không nêu gương tốt cho con nêu theo. Có người thì ân hận vì đã không hướng dẫn con đặt lòng tin nơi Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Cũng có người hối tiếc vì đã không áp dụng kỷ luật hoặc áp dụng kỷ luật quá gắt gao nên con cái hư hỏng và phản loạn. Một số người khác khi đứng trước cái chết của người phôi ngẫu mới ân hận vì đã không cư xử với nhau bằng tình yêu thương như đáng phải có. Chúng tôi mong ước những điều chia sẻ trong quyển sách này sẽ giúp gia đình chúng ta tránh được những điều đáng tiếc như ở trên. Theo lời Chúa dạy, để xây dựng một gia đình vững mạnh và tốt đẹp, chúng ta cần áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. 1. Không quá chú trọng về vật chất nhưng quan tâm nhiều đến đời sống tâm linh. 2. Tin Chúa, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy. 3. Sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. 4. Dìu dắt gia đình trong đời sống đức tin. 5. Dành thời giờ trò chuyện với nhau để tạo niềm tin, thông cảm. Trong năm nguyên tắc trên, nguyên tắc đầu tiên là điều căn bản và là nền tảng cho xây dựng gia đình hạnh phúc. Trước khi áp dụng những nguyên tắc khác, chúng ta cần xác định rõ rằng mục tiêu của gia đình chúng ta là tìm kiếm và đeo đuổi những giá trị tâm linh, vì nhu cầu tâm linh là nhu cầu quan trọng hơn cả. Vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Nguyên tắc thứ hai cũng là điều kiện cần phải có cho mỗi người trong gia đình. Mỗi người chúng ta cần phải tin nhận Chúa cứu thế làm đấng cứu cuộc đời. Tôi xin đọc lại: mỗi chúng ta cần phải tin nhận Chúa cứu thế làm đấng cứu đời và dâng cả cuộc đời cho Chúa cai quản và hướng dẫn. Chúng ta cũng cần giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Nguyên tắc thứ ba dành cho mỗi người, nhưng đặc biệt là người chủ gia đình, đó là chúng ta sống trong tinh thần khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ, tha thứ và nâng đỡ người trong gia đình. Nguyên tắc thứ tư cũng thuộc trách nhiệm của người chủ gia đình. Người chủ gia đình phải dìu dắt người trong gia đình về mặt tâm linh để đức tin của mọi người được tăng trưởng mạnh mẽ. Nguyên tắc cuối cùng là mỗi người trong gia đình cần dành thời giờ trò chuyện với nhau để hiểu nhau, thông cảm và hiệp một với nhau. Nhìn vào 5 nguyên tắc kể trên, chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều như tiền của, giàu sang, học thức, địa vị, quyền thế, vân vân là điều người thế gian tìm kiếm, nhưng đó không phải là những yếu tố giúp chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Trái lại, 5 nguyên tắc kể trên gia đình nào cũng có thể áp dụng được, và khi nghiêm chỉnh áp dụng, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn quý vị.